có mấy cô giống như một sư, có người đẹp đi chung còn thấy lý tưởng, bắt em đi mình trong này đi chút xíu thôi chứ qua quên ngày quên lần đủ. Đây là chỗ mấy người mà we are at the khu vực sinh thái cái gì gì một tên gì một sư tư duy hả thư duy thư duy Yeah, this is the Thư Duy, the tourist, one of the tourist attraction in Cà Mau, Vietnam. Guest house. Thôi em đi vòng và trở lại gặp bài đó đó nha. Ở trong xe hồi xưa là sao khu du lịch sinh thái Thư Duy Cà Mau quận 6. That's one number 6.
garden here. Hết rồi, phải đi ngược lại. Ở đây trồng trồng cây đâu không à. His restaurant. So they have the flowers. Cherry blossoms. Swimming pools and a guest house. Have a nice day.